Cô về, không biết lý do, nguyên nhân lý do gì mà ca sĩ Quốc Đạt lại níu kéo chân ca sĩ Thu Hương ở lại. Và đã ở lại rồi là phải hát tới cùng. Chính vì vậy mà bây giờ ca sĩ Thu Hương lại tiếp tục hát một ca khúc nữa. Đó là ca khúc được mang tên Chiều Sân Ga. Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Càng về khuya đêm mắt hiu sương lạnh giá,
Vâng, vâng. Xin cảm ơn các anh, các chị và các bạn đã lắng lại về cái này để nghe Thu Hương hát. Vâng, xin cảm ơn ạ.